tóm lại là mày không trả gì. À, mày mang hung khí đến nhà mày làm gì? Không làm gì? Không, em xin anh, em xin anh, thật sự anh thương tình anh, nghĩ đến cho cái người già, sau này mình về già cũng khổ như ông ấy, nên là mình còn trẻ mình còn kiếm ra tiền nhiều, thì anh đã mua của ông thì anh cố gắng thu xếp trả cho ông, cho ông lấy tiền tiêu Tết. Ấy ra xứ hoa đào, gặp ngày em nào mùa đào xuân. Năm nay Tết đến gần mà tại sao không thấy em? Xuân này như năm ngoái lại một mùa xuân nữa. Xuân này như năm ngoái mà sao không như năm ngoái? Đào mãi chả bán được cây nào. Đây, con à. Ôi, bố à. Năm nay thế nào ra đây yêu đời đấy lại còn hát. Bố chào. Năm nay con... Chắc là vườn của con năm nay kiếm được cái gì mày vui hát thế gì? Kiếm cái gì? Đang thì định kiếm thì chưa thấy thằng nào đến để mà kiếm bố ạ. Bố thấy con vui vui này định bảo có ăn rau bí sang bên vườn rau bí của bố mà lấy kìa. Rau bí thì bây giờ ăn rau bí để Tết để có mà... Bố định rủa con ăn rau bí để làm hẻm để Tết năm nay không có tiền tiêu đâu ạ. Nó bố... mọc toàn cái ngọn dài như thế này, hoa nở. Nếu mà có ăn thì bảo cái thành trang hóa mà ăn. Bố con đang thì chờ khách đến mua đào bố. Bảo con ăn rau bí gì Tết này thì lấy gì mà tiêu này. Nếu mà nói đến cái chuyện đào ấy, bố đang đau đầu từ năm ngoái đến năm nay rồi đấy này. Có gì mà đau đầu? Chỉ cái Tết thì nhà nào chả đau đầu. Cứ cuối năm về thì Tết đến này thì nhà nào cũng đau đầu hết. Chỉ lo kiếm tiền để vào cái Tết cho nó tươm tắt tí thôi. Chứ không biết bố năm ngoái bố bán được bao nhiêu à? Mà con không biết à? Ai chả biết. Bố năm ngoái bố bán được rồi. Năm nay bố chỗ hòa lúc nào thì chỗ mà chả chỗ kệ. Thì năm ngoái bán được nhiều rồi thì năm nay nghỉ là đúng rồi chứ. Đào thì chỉ có năm nay bán hết rồi sang năm thì phải tạo cái loạt mới mà bán chứ. Như con ấy bán được cây nào còn xào cây đấy còn được. Như bố đấy cả lô năm ngoái 40 triệu. Đấy. Thế thì ăn đủ rồi thì cần gì nữa. Đủ cái gì? Tiêu, bố tiêu như cái gì mà từ năm ngoái tiêu được hết. Chuẩn bị đến mấy hôm nữa là một năm nữa này. Tròn một năm là nó mua này, này. Mà nó đã giả cho bố được đồng quái nào đâu. Bố đang bực cho nên là năm nay bố chả thèm. Cái gì? Năm nay nó cũng gọi điện lên nó bảo thế tiền của ông giả cho tôi chưa. Chứ năm ngoái bố bán cho cái thằng ở... Thằng Mít đấy. Thằng Mít nó trả cọc tiền cho quê. Trả cọc tiền cho bố cọc 5 gì? Triệu con gì nữa. 5 triệu, 40 triệu mà đưa con 5 triệu thì con bảo bố ăn cái gì. Có một tiền bón phân chả đủ. Còn chưa kể bao nhiêu ngày trời. Nó chưa trả hết tiền cho bố từ năm ngoái. Còn 35 triệu nữa con ạ. Từ năm ngoái đến năm nay. Thế mà con lại cứ tưởng đau hết cả đầu ra đây thấy con hát này. Cứ tưởng bố năm ngoái được mớ tươm tươm. Giấu giấm chiếm, chả thấy cho con đồng nào. Có đâu mà cho, đòi đi đòi lại, mãi còn chả được cái kìa. Bố bảo từ năm ngoái nó còn chưa xem giả hết cho bố cái tiền đảo đấy á. Làm gì đã giả, nó đưa con 5 triệu nó ứng, đầu tiên nó chưa đánh bầu nó đã ứng con 5 triệu. Thì bố được có thế thôi. Thế sao keo của bố lúc bán hàng thế nào? Thì bảo là 29-30 Tết thì nó giả. Thế thì chả chết. Chết cái gì thì nó nói thế không, thì... Đúng là có tuổi rồi mà không có cái đầu óc suy nghĩ gì cả. Thì mình thật thà với nhau. Nó hẹn 29-30 Tết nữa thì mới giả. Thì có mà lúc đấy chỉ có giả cho đời con đời cháu thôi. Thì bố biết đâu ấy, nó bảo 29 hoặc 30 em mang đến giả cho bác. 29-30 30 Tết đấy. Đợi được 30 cái Tết thì cơ mà. Lúc đấy bố chết mục trương rồi. Chết cái gì thì nó hứa thế nhưng mà bố gọi điện đến nó bảo là có ghi có viết giấy trước thì không, giấy tờ gì đi bán đào giấy tờ gì, nói xuông thì đi mua bán phải quân tử với nhau nhưng mà bố có, đang định xuống đòi này. Bố có nhớ cái kể cả cái bây giờ cái bọn lừa đảo bằng mồm kinh khủng tởm luôn bố biết không? Nó lừa cũng... cái gì? Đây là đến tận vườn của bố năm ngoái nó cắt cái vườn đấy mà nó đã giả đâu. Để con nói cho bố là riêng buôn bán giao kèo gì nó phải chuẩn từng ly từng tí một, từng chữ
từng ngày từng giờ. Liên quan đến tiền bố phải làm rõ ràng, bố hiểu không? Ghi giấy viết nợ đàng hoàng tử tế. Như cái đợt con dính cái thằng đấy cũng kiểu kiểu lừa mồm ấy. Nó định lừa con, nó bảo là 29 tháng sau. Cứ 29 tháng sau thì cứ đợi đến tháng nọ, tháng kia nữa, đến bao giờ cho đến 29 tháng. Mình phải 29 tháng nào chứ không phải tháng sau chứ kìa. 29 tháng tới. À cũng không được. 29 tháng chẳng hạn, bây giờ là tháng 12. Hẹn là 29 tháng 1 của năm bao nhiêu. Đấy. Thôi được chưa? Thì nó bảo nó bán hết thì nó giả. Thằng này được của nó đấy. Chỉ có con mới đối phó được cái bọn đấy thôi. Bố để đấy, con lên con đòi. Cái gì? Anh bảo anh đòi nợ cho bố á? Thì bố không muốn lấy tiền nợ về à? Sao chẳng muốn? Nhưng mà cái mặt con mà đòi được à? Ông là ông không nói sớm với con thôi. Đến bố đây còn chả đòi được, con đòi được. Bố đúng là thật chịu. Bố không nghĩ con nó là một cái thành phần như thế nào trong xã hội này à? Nếu mà con mà đòi được nhá, này, của con, bố cho con hết. Tức bố, để chính bố, cho con cho cái còn đỡ tức hơn là cho nó. Bố nói phải giữ lời ấy nha. Giữ cái gì mà giữ? Này, con mà đòi được, đấy, của con, hai vợ chồng, coi như là cái của hồi môn của bố luôn đi. Thằng con trẻ của bố đây nhá, con nói thật là kể cả là cái bọn xăm trổ hổ báo nhá. Nó gặp con, nó nợ con 1.000, con nó còn phải trả 1.500 cơ. Chỉ được cái nói hết mồm thôi. Đấy, có giỏi lên mà đòi cho bố 35 triệu nữa con ạ. Thế là bố không tính lại đâu. Thế là thằng mít bọc hay là thằng mít? Thằng mít chọc ấy. Mít chọc hay mít bọc? Mít chọc. Có toàn là thằng mít chọc mà nó vừa đi tù về đấy không? Thì chả thằng đấy thì thằng nào? Được rồi. Thế thì bố nói phải chuẩn. Chuẩn cái gì? Nhớ cái mà con mà mang dao mang kiếm lên mà cái gì lại ấy nhầm người thì nó thành ra là con bảo cái gì mang dao mang kiếm lên này làm gì? Bọn đấy ấy, nó phải dùng phương án mạnh. Thôi. Bố hiểu không? Đòi cẩn thận mà đàng hoàng. Bố yên tâm, con sẽ lôi dao kiếm anh em lên. Dao kiếm để mà đi tù à? Bố không hiểu cái gì cả. Thôi thôi được con, đi đi bố về luôn với con. Đi cùng con lên đó. Đâu nhà nó đâu? Đây gần đâu hỏi mãi nhỉ? Thì chẳng nhà này nhà nó nhà nào? Bố cẩn thận, dám vào cứ chó kia kìa. Nhà này nó ấy lắm đấy. Nhà nó chỉ có một mình nó kia thôi gì? Bố biến đầu ơi. Mà này này này, mà đừng có mang vũ khí đến nhà người ta. Con một cười đấy đấy. Bố đã bảo từ nhà rồi, cái này không được mang đến nhà người ta, đến là phạm pháp đấy con. Tóm lại là riêng hôm nay con không đòi nợ được cho bố nha. Thằng này phải chết. Này, chết là chết bố đầu tiên đấy. Bố trong ngành an ninh mà bố không hiểu được luật pháp à? Mà bố không dằn đe được con à? Bố sợ chết, bố về cho con nhờ gái nha. Bố sợ chết thì bố không sợ, bố sống đến giờ này à? Phải bảo toàn tính mạng mình trước. Bố yên tâm, con làm cái gì con có cái chuẩn bị tinh thần của con rồi. Này, con đến nhà nó ấy, con cầm vũ khí này là to tội đấy. Ông cứ đi về đi, con sẽ mang tiền về cho ông là được gì. Hay là ông xóa nợ cho nó thì để thôi luôn. Xóa là xóa thế nào, 35 triệu đấy. Thế, bố về đi, ở đây mệt hết cả người. Thế thì đưa cho bố, để bố cầm về. Đưa cái gì mà đưa? Ông có về không? Làm như khi chết nha. Này, đây, có giỏi ông đi về đi. Ở đây nhạp 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 mãi, ạp 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 mãi như kiểu. Anh là ai mà sao tự nhiên lại mò vào nhà tôi làm gì đấy? Mày hỏi thế là mày hỏi thật hay mày hỏi đùa? Cái chỗ này là giáp Tết rồi thì đến với nhau thì là thật sự là một là hỏi nợ, hai là
xin khẩn nợ cho nha. Tôi trả nợ anh trả nợ tôi thì anh đến nhà tôi làm gì? Mày lục lại cái danh bạ đi. Tôi không phải lục. Mày xem là ở trên đời này nếu không có việc gì đến với nhau thì chị đến làm cái gì? Thế tóm lại là ông có việc gì? Năm ngoái mày nợ tiền đào của ai? Tiền đào á? Năm ngoái tôi đi mua đào tôi có trả tiền cho ai đâu. Mày nói như thế là thế nào? Tao hỏi mày, mày có phải thằng mít chọc không? Mày là thằng mít chọc đúng không? Đúng rồi đấy. Chọc mày lắm tóc thế nhỉ? Này, Nói đi. Tao là con của bố vợ tao nha. Bố vợ ông là thằng nào? Bố vợ tao là có tao là con rể nha. Bây giờ mà tao đã là con rể của bố vợ tao, tao không để cho bố vợ tao nó phải phiền lụy mà giờ tao phải đến đây gặp mày nha. Nhưng mà ý ông là như nào? Ý tao là mày trả tiền đào cho bố vợ tao. Tiền đào cho bố vợ ông á? Từ năm ngoái chứ không phải năm nay. Năm nay bố vợ tao không thèm chồng nữa. Mọi người không có đào chơi Tết kia kìa nha. Chỉ vì mấy đồng tiền nợ của mày mà mày không trả. Nhưng mà tao không nợ nần gì mày đâu. Mày hiểu không? Nói tóm lại hôm nay mày, tao đã đến đây rồi, mày có trả tiền cho bố vợ tao không? Tao hỏi lại mày một câu nữa thôi đấy, mày đừng để tao cáu lại một lần nữa nhá. Tao không giả, mày định làm gì? Hả? Mày làm gì? Tóm lại là mày không trả gì. À, mày mang hung khí đến nhà mày làm gì? Không làm gì? Không, em xin anh. Em không có ý đấy đâu, nhưng mà sao mang dao mang dựa cái thế? Thật sự em đến đây là nay em đi tỉa đào thì em tiện em cầm theo thôi. Chứ còn anh, thật sự anh nể tình bố vợ em có tuổi rồi. Hai nữa là cái chức lao động nó cũng không còn được nhiều nữa. Vì thế anh xem mua đào của bố em năm ngoái đấy chỉ cố gắng cho bố em xin lại cái tiền giống đào với lại tiền công chăm sóc. Nó có được bao nhiêu đâu, mỗi cây cả năm rồi mới được có 200.000 bạc. Thế ý là bây giờ xuống đến đòi hỏi tiền hộ bố vợ gì? Vâng. Thế thì phải đàng hoàng ngồi xuống hỏi đàng hoàng thì còn người ta còn giả cho. Ông định mang ra bông riêng để dọa ai? Hả? Bây giờ ông ngồi đây. Ông hỏi đàng hoàng thôi. Ông định đào tàu bồ lớn thì đào tàu bồ lớn à? Không. Em xin anh. Thật sự anh thương tình anh. Nghĩ đến cho cái người già sau này mình về già cũng khổ như ông ấy, nên là mình còn trẻ mình còn kiếm ra tiền nhiều thì anh đã mua của ông thì anh cố gắng thu xếp trả cho ông lấy tiền tiêu Tết. Nói thế còn nghe được, thế nhưng mà ông bố anh còn bảo bao còn bao tiền? Thấy nói chơ đâu bảo hơn 35 triệu hay sao ấy. Hơn 35 triệu á? Vâng. Thế có phải về gọi điện về hỏi bố vợ bao tiền không? Thôi 35 triệu. Hỏi thế thì người ta còn giả cho. Sao? Đằng nào tôi cũng định giả cho bố vợ anh. Thôi được rồi, anh ở đây rồi tôi giả luôn nhá. Anh phải lấy tiền cho bố vợ thật của đấy hay sang anh đi? Không, em thề luôn. Nếu mà em mà không phải sang đây thì hỏi khéo là xem anh chị có tiền thì gửi cho bố em thì chị em ra ngoài kia một cái thôi. Em rơi hết tiền luôn. Được chưa, em thề luôn đã. Nói chung là chuẩn là được, chứ đừng để tôi phải mang cái cán cuốc này sang gặp anh nhá. Vâng. Thế là 35 triệu gì? Vâng. Đấy, nếu mà anh có cho bố em được đồng tiền lãi nào thì... Tôi đi bán đào từ năm ngoái, nó trả tiền lãi cho tôi đâu mà tôi trả tiền lãi cho bố anh. Có trả tiền gốc là tốt lắm rồi. Thật chứ, em cứ nghĩ là cái tên anh mít chọc là phải ghê gớm lắm thì em định lấy độc trị độc. Em mới hùng hổ thế. Chứ em không có ý đấy đâu. Em người hiền lành chủ tuế lắm. Đây. Đủ chưa, anh có phải đếm lại không? Anh đếm lại đi. Anh cứ thích đếm, thích đếm thì đếm. Thôi thế này là cũng được rồi anh ạ. Thôi em cảm thấy. Thế nhưng năm nay có đào nữa không? Nhà em thì có. Bố em thì từ đợt đấy cứ tưởng anh quỵt là không dám trồng nữa. Thế nhà anh có à? Vâng. Thế rồi để chiều tôi xuống. Có vườn nào tôi mua, nhưng mà nhớ là Tết sang năm mới trả tiền đấy. Sao anh mua đào anh quen nợ dai thế? Người ta toàn mua xong là chỉ ra Tết là trả tiền thôi mà. Không, tôi cứ phải sát Tết sang năm tôi mới trả.
Nếu bán được thì bán, không bán được thì thôi. À vâng, nếu mà cứ để cho nó được tấm được mãn thế này. Nhưng mà không được quỵt đâu anh nhá. Tôi đã quỵt quá bao giờ đâu mà anh quỵt quỵt mấy ở mồm ấy nhỉ. Thôi được rồi em xin. Thôi đấy, nhặt ra nhặt kiếm mang về nhà đi. Vâng vâng. Chúc anh một cái năm mới là chúc khỏe nhiều mà bán hàng đào là cứ chạy hàng để có tiền giả luôn tiền tươi thóc thật cho dân bọn em thì nó đỡ khổ anh nhá. Được rồi. Đấy về gửi bố vợ cho hộ tôi cái nhá. Vâng vâng. Rau cũng bơi. Con à, bố bảo sao mà lấy rau bí mà. Con lấy rau bí gì? Con làm gì đây? Con đòi được thật à? Đấy, này, riêng... Đủ không? Con rể của bố mà không chứa một xu. Nhiều tiền thế là nó giả thật à? Nó còn bảo là giả tiền lãi cho con. Nhưng mà không, mình không làm ăn thế bố hiểu không? Nhưng mà con làm cách nào có dọa nó ghê không đấy? Nói một hai câu nó sốt mất mật chân. Nó gọi cả họ đến cầu xin. Rồi thì... tha thứ các kiểu. Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến pháp luật không? Bố đã gàn đấy, có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng thì con lại đi lên xe kem vô. Bố yên tâm đi. Nhưng con mà... làm theo theo cái cách của con gọi là cái con người Việt làm theo điều luật hiến pháp của người Việt. Nhưng không được thì phải dùng luật rừng. Bố hiểu không? Con dùng cả luật rừng á? Con gì nữa luật thì... rừng là luật giang hồ đấy con ạ. Có nghĩa là nếu như mình không biết điểm rừng thì nó không bao giờ nó giải cho mình. Đấy là mình phải đưa cái luật rừng đó. Được rồi, luật gì thì luật. Nhưng mà được thế này là mừng lắm rồi. Nhưng mà nói đúng chính xác là bố đã bảo rồi. Bố hứa đã, bố lấy 5 triệu đấy là đủ cái tiền cây giống. Còn cái này thì cho vợ chồng con. Con không có tiêu gì đến tiền, bố hiểu không? Tiền này tiền của bố, con đòi cho bố là bố giữ lấy mà lúc, tiêu dưỡng già. Bố đã hứa cho các con làm lúc nào con rồi. Lúc nào con thiếu con lên con lãi. Chứ còn lúc này con còn đang thì thừa mà còn chả biết bỏ đâu thì thế, lấy thế, làm thế bố gì? Lấy một nửa thôi. Con cứ cầm lấy một nửa. Ông chưa có tuổi mấy mà lầm cẩm thinh nhỉ? Đã bố bảo cho các con mà. Con đã nói là con không dùng đến cái tiền này. Bố hiểu không? Con toàn đi vượt biên sang bên biên giới Lào, Campuchia dùng tiền Lào, tiền Campuchia chứ. Tiêu gì tiền Việt mấy đồng polymer Việt này. Thôi được, thế bố cảm ơn nhé. Rồi đấy đi thì bố đi xem, đi sắm Tết đi. Con về đây. Mày quá sao mà cuối năm rồi nữa. Thế mà thằng này nó làm được việc, phải nói là khá đấy. Công nhận, con rể của bố công nhận. Mừng quá, cứ tưởng là nó quỵt mất. Chưa gì được. Chẳng mít chọc là cái gì. Để đấy, con sẽ đi đòi nợ cho bố. Cái này là cái sai của bố. Bố không biết cái con là như thế nào đâu. Con đòi nợ thằng nào mà không được cơ thì cứ ở đấy liệu hồn với con. Nó chính xác là thằng mít chọc gì thì... Đấy thì còn gì nữa. Con nhỏ ông Bưởi Dụng đấy gì? Bố không biết được con ông nào cái thằng đấy. Nó bảo là giả cho bố đấy. Còn 35 triệu. 35 triệu nữa. Từ năm ngoái. Thằng khốn này. Nó bắt nạt ông già. Nó không nghĩ là nó là sở đúng bố vợ của con. Được cho. Nhưng mà con lên con đòi cẩn thận thì may thì người ta giả cho. Đòi nói khéo khéo vào. Thế thì bố lên đòi nợ bố bảo nó thế nào? Thì bố lên bảo thế anh ạ. Chú bán hết chưa, thu xếp trả tiền cho anh. Ok. Anh tìm ai đấy? Cho anh hỏi chú em là cái gì ở nhà này nhỉ? Cho anh gặp tao. Thế mà tao chịu nhầm. Sao mày lắm tóc thế? Thì không thích để chọc, để nuôi tóc thôi. Tóm lại hôm nay là tao đến đây để bắt mày phải trả tiền đào cho bố vợ tao. Thế thôi.
Tao nợ nần thì mày tiền tiền đang ở đây nhỉ? Ok, tao không giả mày đem đi. Thế là mày nói một câu là mày không giả gì? Tao đéo giả đấy. Tao làm cái này. Mày mang vũ khí đến nhà tao à? Không không. Mày đi làm gì? Không. Tao dựa đây. Không không. Đi làm gì? Không không. Em chỉ cái dao chỉ nó khó chút, em đi xin muối bưởi. Nhưng mà nói bữa ăn đi.